Làm sao? Mày nhìn tao như thế này mà mày bảo tao là con tép à? À. Mày nhìn tao như thế này mà mày lại bảo là con số không tròn chỉnh à? Mày nhìn tao dài thế này mày bảo tao tròn chỉnh à? Bác ơi, bác ơi. Ừ. Thằng này là thằng cần con ông Sa đây đúng không? Đúng rồi thằng... Bác ơi, thế bác đã thấy nó lịch sự chưa? Đâu. Nó vào trong nhà này có người lớn, người bé, có người già, người trẻ. Toàn bậc cha chú của nó. Thế mà nó không thèm chào lên một câu, nó vào nó hát hò như thằng điên. Im mồm, im mồm. Dạ, thưa bác. Vừa giờ ông tới nó ngoài cửa. Ông vô nịnh chào bác luôn. Nhưng mà ghé vô thấy thằng kia nó tinh tướng quá, bác để con xử lý nó luôn. Ông mày bảo ai là mất lịch sự, mày đứng lên đây. Là sao? Ôi mày nhá, mày đừng có mà coi trời bằng vung nhá. Coi thúng bằng nia nhá, coi thìa bằng môi nhá. Mà kể cả cái mặt mày ấy, nhá. Sao? Mày đừng có mà coi xe buýt bằng taxi, coi gà di bằng gà mái, coi dê tái bằng bò thui, mà đừng có mà coi rủi cui là cái gậy nhá. Ôi trời ơi. Sao bác? Ôi trời ơi, Cần ơi, nhục quá Cần ơi. Ô bác ơi. Sao con đang chửi nhau với nó, bác lại bảo là nhục là thế nào ạ? Cái mặt mày như vậy mà nó gọi cái mặt mày như cái gậy, mày có thấy nhục không? Dạ thưa bác, cháu cũng chưa thấy nhục ạ. Úi dồi ôi. Thế tao hỏi mày cái gậy người ta dùng để làm cái gì? Dạ thưa bác, gậy thì dùng để chọc ạ. Thế người ta chọc vào những cái chỗ mà nó thơm tho, nó đàng hoàng, nó tử tế thì không có sao. Thế mà người ta chẳng may người ta chọc vào những cái chỗ mà ôi trời ơi, nhục lắm con ơi. Tao mà như mày tao còn nhục không? Đúng rồi. Dạ thưa bác, đúng là như thế thì cháu cũng thấy nhục dần rồi đấy ạ. Sao? Này, cái gì? Thằng con kia, mày bảo mặt ai là mặt gậy? Hả? Thế tao hỏi mày, mày bảo mặt ai là mặt muôi? Hả? Thế mày nghĩ rằng mà muôi mà không thấy nhục à? Hả? Này, tao nói cho mày biết nhá, mày bây giờ mày trả lời tao đi. Mày bảo mặt ai là mặt muôi? Này, này. Hả? Mày im cái mồm đi nhá. Ở đây có ba người. Mặt tao không phải là mặt muôi rồi. Tao không bảo mặt mày là mặt muôi. Tao bảo mặt thằng này là mặt muôi. Trời ơi! Bác thấy chưa? Bác thấy chưa?